Vietnam is the best team. I heard the Kong Phuong. Tôi biết Việt Nam có Kong Phuong là cầu thủ rất giỏi. Is best player. Chúng ta hãy chờ đợi màn trọng tài giữa Evan Dimas, cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi, với Kong Phuong. Đây sẽ là màn trọng tài đáng để chờ đợi. Tomorrow is a good game for Vietnam and for Indonesia. Ông Muhammad Al-Haddad, trợ lý của đội tuyển Olympic Indonesia, đã nói như vậy trước khi trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Indonesia diễn ra. Bản thân thủ quân Evan Dimas cũng hào hứng gặp lại Kong Phuong, người mà anh tự nhận đã thất bại trong hai cuộc đối đầu trước đó. Tôi đã thua Kong Phuong tại giải U19 Đông Nam Á 2014, cũng như tại giải U19 Châu Á 2014. Tôi rất muốn đánh bại Kong Phuong và đồng đội của anh ta. Có thể thấy, người Indonesia đã rất hào hức và sẵn sàng cho cuộc chiến giữa Dimas và Kong Phuong. Nhưng khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên Miura đã dành cho các vị khách một sự ngạc nhiên khi cất Kong Phuong trên băng ghế dự bị. Cũng vì thế, trong suốt hiệp 1, cầu thủ được mệnh danh là Messi của Indonesia không có cơ hội so tài với Kong Phuong. Thực tế, trong hiệp 1, khả năng cầm trịch lối chơi của Dimas khá tốt và giúp Olympic Indonesia hạn chế các pha tấn công biên cũng như trung lộ của đội chủ nhà. Hiệp 2 bắt đầu và những gì Dimas mong đợi đã tới, Kong Phuong được huấn luyện viên Miura tung vào sân. Và đây là lúc màn so tài của hai cầu thủ được xem là hay nhất của hai chiến tuyến được bắt đầu. Vai trò của Kong Phuong ngay lập tức được phát huy, một pha đi bóng lắt léo hay một đường truyền thể hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Còn Dimas, anh quá mờ nhạt nếu đem ra so sánh với Kong Phuong. Công bằng mà nói, hệ thống hàng tiền vệ của Indonesia đã đánh mất quyền kiểm soát bóng nên tầm ảnh hưởng của cầu thủ mang áo số 6 đã giảm đi ít nhiều. Yes, I know. Before match, I have. Tôi biết Kong Phuong và ấn tượng với cậu ta trong 45 phút của hiệp 2. Cậu ta là một cầu thủ thông minh, giàu sức mạnh. Tôi ngạc nhiên vì Kong Phuong không đá chính. Nếu cậu ta vào sân ngay từ đầu, Olympic Việt Nam sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn. Sẽ thiếu khách quan nếu khẳng định Kong Phuong đã thắng Dimas trong trận đấu này, bởi kết quả của trận đấu này được tạo nên từ thành quả của tập thể. Nhưng nếu lấy quan điểm của trợ lý Al-Haddad hay lời khen của huấn luyện viên Aziz Santoso và chính bản thân Dimas làm hệ quy chiếu, thì Kong Phuong thêm một lần đánh bại Messi của Indonesia